Môn đầu tiên mà mình ôn thi đó chính là môn lý thuyết hiệu quả truyền thông. Môn này thì 100% là lý thuyết nên là mình đã phải học thuộc lòng hết tất cả mọi thứ. Mình cảm giác như là giáo sư đã tóm tắt hết tất cả một quyển sách vào trong cái đống slide này, vì mình chưa thấy môn nào mà lại có nhiều chữ như thế. Hello, chào mọi người. Hôm nay thì mình đã ngồi học từ sáng, từ 9-10 giờ đến giờ cho đến bây giờ đã là 1 giờ đêm rồi. Nhưng mà hôm nay mình học không hiệu quả cho lắm. Tại vì hôm nay mình phải làm bài một cái môn tên là Content Storytelling. Thì mình sẽ không phải thi, mỗi môn này phải thi cơ mà. Tạ ơn trời, tạ ơn giáo sư đã cho thay bằng nộp bài tập. Và môn này bài tập giữa kỳ sẽ là viết synopsis, lại khá là một cái kịch bản, tóm tắt cái kịch bản trong vòng một trang của một bộ phim ăn khách của Hàn Quốc, và viết logline về cái bộ phim đó. Chính vì phải viết nên là mình không ra được study room để học, và mình phải dùng cái máy cây kia để ngồi viết. Nhưng mà hôm nay là một ngày kiểu u ám của cuộc đời mình. Rồi tiếng xe cấp cứu nó inh ỏi suốt từ buổi sáng luôn ấy. Thế mình đã thấy ngày hôm nay không ổn rồi. Xong rồi nhà bên cạnh thì chuyển đi, thế là phải người ta kiểu sửa khoan các thứ nữa. Là hôm nay kiểu mặt mình không thể bật máy quay được, tại vì mặt mình kiểu cau có quá ấy, mình sợ bị chửi. Nhưng mà bây giờ thì tâm trạng nó cũng đã đỡ một tí, chắc để mình bây giờ cũng đêm rồi ấy. Và chắc là mình phải ra study room để ngồi để viết. Hôm nay đi học thì mình chỉ mang iPad với cả cái tập giấy A4 này, trong đấy có mấy cái bài của mình rồi. Bây giờ mình đi đây. Với môn này thì trước khi bắt tay vào viết thì mình sẽ ngồi đọc lại tất cả các cái bài tập mà của các bạn học sinh khác đã viết trước rồi, để xem là cái văn phong của người Hàn người ta viết như thế nào khi mà để viết một câu chuyện ấy. Và sau đó thì mình mới chính thức bắt tay vào viết. Và trước khi bắt đầu viết thì mình sẽ ngồi xây dựng cái dàn bài, cái xương cho cái bài của mình qua những cái yêu cầu mà giáo sư cho. Bình thường thì những cái này nó đã có công thức hết rồi, và mình chỉ cần áp cái công thức đấy vào để tránh cho cái bài của mình nó bị thiếu ý thôi. So với những gì mình nghĩ, những gì mình sợ lúc mà đầu năm học, thì mình thấy môn này nó cũng không khó như mình đã tưởng tượng. Và cuối cùng thì mình đã chọn phim Điều Kỳ Diệu Trong Phòng Giam Thứ Bảy để viết cái tóm tắt kịch bản của nó. Và sau đó thì mình viết như điên luôn. May là phim này mình đã xem rất là nhiều lần rồi, mình rất ấn tượng những cái chi tiết trong phim và cái nội dung của phim nữa, nên là chắc là trong khoảng tầm 10 đến 12 tiếng thì mình đã viết xong.
Hello mọi người, cuối cùng là mình đã làm xong cái bài này. Bài này như mình đã nói là nó về viết logline và viết synopsis cho cái bộ phim Điều Kỳ Diệu Trong Phòng Giam Thứ Bảy của mình. Đấy, thế là mình đã xong rồi. Đấy, cái tóm tắt kịch bản thì mình sẽ phải viết trong khoảng tầm một trang. Và viết logline thì chỉ viết trong khoảng tầm 3 phần thế này thôi, khoảng tầm 1/3 giờ A4. Đấy, hai mình đã xong rồi, bây giờ mình sẽ đi nộp đây. Thì cũng xong một môn. Lan! Trời đẹp như thế này mà tôi vẫn phải ở nhà ôn thi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục ngồi đọc mấy cái đống slide này. Đây, mỗi một bài, mỗi một buổi học sẽ có từng này slide. Và trong một slide thì có từng này chữ. Thì hỏi mọi người, kể cả có chăm học đến đâu mình nghĩ không thể nào thuộc lòng được cái đống này. Đây, đấy chỉ là một buổi thôi nhá. Tổng cộng mình phải học hết 9 buổi tất cả, 9 chương. Mình đói rồi. Và môn này cũng là môn lần đầu tiên mà mình phải đi đến trường thi, nên là mình cũng không có một cái kinh nghiệm gì cho việc đến trường thi cả. Nên mình rất là sợ. Nên mình cũng sợ là môn này điểm mình nó không cao ấy. Và mình chắc chắn là điểm nó không cao. Tại vì mình không thể nào mà nhớ được hết tất cả cái đống này. Đấy, hôm qua thì vì cái môn này mình lúc nào phải túc trực trên Everytime để xem mọi người có đăng cái gì lên không ấy. Hôm qua mình lên xem mọi người đều nói là cái môn này đều không thể hiểu được một cái gì hết. Không hiểu là đang nói cái âm thanh gì nữa. Sau có một người như chắc là Sunday thì nói là cái môn này thì tất cả đều sẽ phải học lòng. Vì nếu bạn nghĩ rằng là cái câu này chắc chắn hoặc là chắc có thể không vào đâu nhưng cùng nó sẽ vào. Ai vừa mang hết ta. Đấy, đến các bạn hàng người ta còn không hiểu thì làm sao mà tôi hiểu được. Mình đang trên đường đi về nhà. Mình học được tầm 1 tiếng xong mình đã không thể chịu nổi cái tiếng nhạc vì nó quá to. Đầu tiên là mình nghĩ là mình vào thuộc lòng, mà mình ở nhà thì mình sẽ dễ nhìn vào giường và mình ngủ mất đấy. Nhưng mà nếu mà học thuộc lòng thì mình phải phát ra tiếng, thế mình không thể ra study room học được. Thôi mình quyết định mình ra cà phê. Ra cà phê xong thì trời ơi, tiếng nhạc nó quá to, mình không thể tập trung được. Thế là mình đã quyết định là đi về. Mình nghĩ là thôi, mình nên dừng cái việc học này ở đây. Mình không biết nữa, nếu mà về nhà mình còn sức thì mình sẽ học tiếp. Còn không thì mình sẽ ngủ. Vì bây giờ đã gần 3 giờ rồi. Và ngày mai thì mình phải đi thi nữa. Ai ơi, không thì mình sẽ ngủ ở phòng thi mất. Cái môn lý thuyết hiệu ứng truyền thông thì lúc đầu kỳ, lúc OT thì giáo sư đã nói là thi giữa kỳ thì sẽ không phải thi mà sẽ thay bằng bài tập. Nhưng mà đùng một cái trước khi thi tầm 1 tuần thì giáo sư đã đổi ý. Và tất cả bọn mình đều đã đinh ninh rằng là môn này sẽ không phải thi, nên là đứa nào cũng chỉ kiểu có tinh thần là không phải học quá nhiều mà sẽ tập trung vào làm bài bài tập. Nhưng mà đấy, cuối cùng là tất cả bọn mình đã đều một cú lừa của giáo sư. Nên là thật sự mình đã không thể chuẩn bị được môn này kỹ càng một chút nào cả. Nên mình rất là hối hận. Giờ thì cũng lo nữa. Hello
mọi người, mình đã vừa làm bài thi xong. Thì cái đề thi lần này thì là 100 điểm. Trong đấy thì 30 điểm thì sẽ là 10 câu điền vào chỗ chấm. Gì nữa nhỉ? Còn 50 điểm còn lại là 4 câu tự luận. À, 5 câu tự luận chứ. Nói chung là mình đã lấy hết tất cả những gì mình nhớ ra và viết vào. Nhưng mà ôi dồi ôi, cái môn này nhá, cái môn này tầm 15 phút đầu thôi phải gần 10 mạng. Bỏ, không làm rồi, nộp bài luôn rồi đi về. Wow. Thế mình vẫn cố trụ lại đến hơn 1 tiếng. Môn này tính rưỡi thì phải. Nhưng mà chưa giờ mình cảm thấy là đến cái việc để hiểu đề, hiểu cái thế từ vựng ở trong cái đề đấy nó là gì, nó lại khó khăn như thế. Đây đúng kiểu nút trầm, cái môn này đúng kiểu nút trầm trong cái kỳ này của mình ấy. Thôi coi như một bài học ha, một bài học cho tôi trải nghiệm lần đầu đi thi, đi thi hẳn hoi ở Hàn Quốc là như nào rồi. Xin lỗi mọi người, tại vì môn này thật sự là mình đã mất ăn mất ngủ môn này ấy. Mình sợ ấy, vừa học vừa sợ luôn ấy. Kiểu mấy hôm nay kiểu lúc nào đi ngủ mình cũng chỉ nghĩ đến cái môn này thôi á. Tại vì môn này môn chỉ là luận 100%, nghĩa chỉ học về lý thuyết thôi, học nó rất là cứng. Nó không có một cái gì để áp dụng thực tiễn vào trong thực hành của mình cả, để mình ghi nhớ được cả. Thôi bây giờ thì chắc là mình sẽ còn 1 tiếng rưỡi nữa để bắt đầu vào trong cái lớp mới, nên là mình sẽ đi đâu cho khuây khỏa một tí, cho mình đỡ nghĩ nữa, để mình chuẩn bị cho cái lớp học tiếp theo. Và đầu tiên thì đó là môn chế tác video cơ bản. Và đây là môn chuyên ngành của năm nhất, nên là mình đã phải đăng ký. Và cái bài giữa kỳ mà mình phải nộp đó chính là làm một bản kế hoạch về tạo lyric video, kiểu chạy chữ ấy. Đấy, cho mọi người xem cái bản kế hoạch của mình đã làm. Thật ra thì mọi thứ nó cũng khá đơn giản thôi. Mình đã chọn cái bài Crush này, mày khá hay. Đấy, nhưng mà mỗi tội là cái nhạc nó khá là nhanh ấy, xong cái pass cũng nhiều thình thịch nữa, nên là lúc mà thực sự mà thực hành ấy thì mình nghĩ là đây cũng là một bài khó. Nhưng mà hồi đấy thì mình hơi trẻ con non dại nên là mình không nghĩ đến điều này. Đấy, xong bắt đầu sẽ nói về concept này, rồi là những cái tham khảo mình đã dùng này, rồi là cái style ảnh này, rồi là cái phông này. Tiếp đến đó chính là những cái màu mình sẽ sử dụng trong cái bài của mình. Và cái này mới là cái quan trọng này, cái này thì mọi người chỉ cần hiểu theo nó như một cái storyboard. Nghĩa là mình sẽ phải viết ra những cái ý tưởng của mình để làm cái video này. Nói chung chỉ là những cái cảnh chính thôi. Đấy, nghĩa là từ cái này chạy chữ ra sao, rồi là thêm hiệu ứng gì, rồi làm như nào. Đây là từng cái câu của cái lyric này. Đấy. Và tiếp đến một môn đó chính là môn quảng cáo marketing, nghĩa là quảng cáo marketing. Đấy. À, thầy này thì luôn ra thi những cái bài kiểu nó khá là trừu tượng ấy. Kỳ trước mình cũng dính một lần rồi, và kỳ này cũng vậy. Và kỳ này đó chính là, để mình đọc cho mọi người xem, là một cái bản báo cáo đặt ra 20 câu hỏi và 20 câu trả lời về bản thân, nhưng mà nó sẽ phải xoay quanh và có đề cập đến quảng cáo và marketing, và không có một cái gọi là mẫu nào cả, cứ tự phát huy, tự sáng tạo. Và đấy, nên là thật sự thì nó rất là khó. Mình nói chung là mình chỉ đặt 20 câu xong rồi là nói qua la về những cái suy nghĩ của mình về việc quảng cáo hay là việc marketing này. Ví dụ như là có câu mình hỏi, mình đã tự đặt cho mình là ví dụ như là dạo này thì có rất là nhiều tranh cãi về cái vấn đề quảng cáo ở YouTube, nghĩa là cái quảng cáo mà cứ 4 giây một lần các thứ đấy, thì mình nghĩ gì về cái này. Đấy, thì mình cũng nói ra chia sẻ của mình các thứ, đại khái là như vậy. Đấy, thì nói chung là xong 20 câu giới thiệu bản thân, rồi liên quan đến quảng cáo, rồi về marketing, về những cái gì mà mình nghĩ về marketing. Đấy, thì nói chung là như vậy. Thì mình đã xong. Và cuối cùng thì cái kỳ này mình có một môn nữa, thì đó là môn phê bình và đánh giá những cái tác phẩm. Môn đấy may là giáo sư cũng khá là tốt. Giáo sư chỉ cần bảo là trước khi giáo sư vào điểm của cái kỳ này thì mình nộp bài
kiểu báo cáo cho giáo sư là được. Nên là mình đã gác lại và mình đã không làm nữa. Mình định là để tầm trước khi mình thi giữa kỳ, à trước khi mình thi cuối kỳ thì mình sẽ làm. Thế thật sự là cái kỳ thi vừa rồi đã làm mình kiểu điêu đứng ấy. Mình không ăn không uống được. Thế mình cũng đã kiểu dành thời gian nghỉ một chút. Đấy, và mình sẽ khi nào mình và khi nào mà mình chuẩn bị thi cuối kỳ thì mình sẽ update cho mọi người xem về cái bài đấy của mình sau. Đó, vậy là nhưng mà mình mới nhớ ra là không biết là mình có nghe đúng không, là đến khi kết thúc kỳ vào điểm thì nộp hay là một cái lịch khác. Bây giờ đúng là nếu mà nó là một cái lịch khác thì mình quay vào ô sắp mà lờ rồi này. Rồi, I'm a tin. Thì đó là những cái bài tập, rồi những cái bài thi, rồi những cái gì mình đã trải qua suốt cái kỳ thi giữa kỳ vừa rồi. Mình cứ nghĩ là mình đã có thêm nhiều kinh nghiệm so với kỳ trước, nhưng mà vì kỳ này là phải thi này cũng như là bài khó hơn, môn khó hơn, nên là mình cũng không biết là mình có làm được không nữa. Thật sự thì mình cũng không tự tin với cái đợt thi này cho lắm. Nhưng mà thôi, khi mọi thứ đã xong rồi và chắc là mình sẽ phải cố gắng hơn vào cái kỳ thi cuối kỳ để gỡ điểm. Và mong là mình không bị mất học bổng. Video này mọi người sẽ biết thêm những cái hay ho, những cái thông tin bổ ích về cái ngành phim truyền thông của mình. Và rồi thì bye bye, hẹn mọi người trong các video theo. Và chúc mọi người sẽ có những kết quả tốt đẹp của kỳ thi giữa kỳ vừa rồi. Bây giờ thì bye bye.